Xin chào tất cả các đồng chí là bộ đội xuất ngũ 2023. Vậy là trước Tết Nguyên đán các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ, đã được trở về với gia đình, được trở về với địa phương. Và sau khi mà đón Tết Nguyên đán xong thì có rất nhiều các đồng chí là bộ đội xuất ngũ đã chọn được cho mình ngành nghề mình đam mê và yêu thích và lựa chọn trường dạy nghề Thanh Xuân để đến để học nghề. Và rất nhiều các đồng chí đã đặt ra các câu hỏi là đi học nghề tại trường dạy nghề Thanh Xuân thì hồ sơ bộ đội xuất ngũ 2023 thì sẽ gồm những gì. Và ngày hôm nay thì có một bạn học viên cũng là bộ đội xuất ngũ đến từ quê hương Bắc Giang và bạn đang có nhu cầu học nghề sửa chữa điện tử tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhận hồ sơ của bạn, xem hồ sơ bạn đã chuẩn bị khi đến trường dạy nghề Thanh Xuân đã đủ chưa nhé. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhỉ? Xin chào mọi người, mình tên là Lê Văn Kiêm, mình ở thành phố Bắc Giang. Mình sau đợt xuất ngũ mình được mọi người giới thiệu về trường dạy nghề Thanh Xuân thì mình đến đây để xin nộp hồ sơ để xin học nghề. Chào bạn. Bạn là bộ đội xuất ngũ 2023, vậy là trước Tết Nguyên đán bạn đã hoàn thành nghĩa vụ để trở về với gia đình rồi đúng không? Dạ vâng. Và trong cái quá trình mà đón Tết thì cũng đã lựa chọn cho mình được cái ngành nghề tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Và cũng đã được bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường dạy nghề đã tư vấn cho bạn để chuẩn bị những hồ sơ. Và đây là túi hồ sơ bạn đã chuẩn bị. Và bây giờ thì trường dạy nghề Thanh Xuân sẽ kiểm tra cho bạn nhé. Dạ vâng. Thì trước khi mà đến với lại trường thì bạn cũng đã được tư vấn rồi đúng không? Dạ vâng. Rồi. Thì cho chị mượn bộ hồ sơ của em và chị cũng sẽ hướng dẫn cho các đồng chí khác. Bởi vì hiện nay thì đang có rất nhiều các đồng chí là bộ đội xuất ngũ đang có nhu cầu đi học nghề tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Nhưng không biết là thủ tục gồm những giấy tờ gì và trường dạy nghề Thanh Xuân thì đào tạo những ngành nghề gì. Và trước khi chúng ta đi vào cái thủ tục thì chúng ta sẽ giới thiệu trước về các cái ngành nghề trường dạy nghề Thanh Xuân hiện nay đang đào tạo trước đã nhé. Thì hiện nay thì trường dạy nghề Thanh Xuân đang đào tạo các ngành nghề chuyên về sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp, điện nước, vận hành máy công trình và xuất khẩu lao động. Nên những đồng chí nào mà là bộ đội xuất ngũ 2023 có nhu cầu đi học nghề, các đồng chí hãy liên hệ cùng với trường dạy nghề Thanh Xuân số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội các đồng chí nhé. Và đây chính là một trên tay của cô Hường trường dạy nghề Thanh Xuân là một bộ hồ sơ đầy đủ của một chiến sĩ mới xuất ngũ 2023. Trước tiên thì khi chúng ta đi học thì các đồng chí phải chuẩn bị hai cái giấy tờ rất là quan trọng, đó là một cái thẻ học nghề. Sau khi xuất ngũ thì các đồng chí sẽ được đơn vị sẽ phát cho một chiếc thẻ học nghề. Chiếc thẻ học nghề này của các đồng chí sẽ trị giá là 12 tháng lương cơ sở. Tuy nhiên nó chỉ có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày các đồng chí xuất ngũ. Một bạn xuất ngũ nữa đến, xin mời bạn ngồi vào đây ạ. Bạn đang mặc đồng phục cho bạn ngồi vào đây ạ. Xin mời bạn ngồi vào đây để bạn nghe cùng với lại một bạn nữa đang được tư vấn và định hướng nhé. Bạn là Hải quân ạ? Phòng không quân ạ? Vâng. Bạn ngồi để nghe một chút đã nhé. Vâng. Đó, và đây là chính là một cái thẻ học nghề các đồng chí được phát. Các đồng chí lưu ý nhé, chắc chắn là tất cả các đồng chí 2023 thì ra quân thì đồng chí nào cũng sẽ được phát thẻ học nghề đúng không ạ? Đây chính là thẻ học nghề của đồng chí Kiêm này nhá. Kèm theo chiếc thẻ học nghề thì đó là một cái quyết định ra quân. Quyết định ra quân là quyết định này là sau khi các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ là đồng chí nào cũng sẽ được phát cái quyết định ra quân này kèm theo cái thẻ học nghề các đồng chí nhé. Và để đi cùng với cái thẻ học nghề và quyết định ra quân này thì sẽ kèm theo một chiếc sơ yếu lý lịch. Có những đồng chí thì sau khi ra quân sẽ được phát một cái sơ yếu lý lịch quân nhân thì các đồng chí có thể photo cái quyết định ra cái sơ yếu lý lịch đó. Còn nếu như đồng chí nào mà đã nộp cho huyện đội rồi thì các đồng chí không có thì các đồng chí có thể mua một bộ hồ sơ xin việc, trong đó thì có một cái sơ yếu lý lịch như thế này. Các đồng chí điền thông tin và dán ảnh và đóng dấu vào, các đồng chí ra xã để xin dấu và các đồng chí sẽ kèm theo với cái bộ hồ sơ này. Đây chính là ba cái giấy tờ rất là quan trọng và một cái giấy tờ cũng cực kỳ là quan trọng mà nó gắn liền với các đồng chí, đó là một cái thẻ căn cước hay là gọi là một cái chứng minh thư photo công chứng sẽ đi kèm vào là cái giấy tờ đầy đủ. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho nhà trường kèm theo là 6 cái ảnh 3x4, cái ảnh của chính bản thân các đồng chí để kèm vào. Vậy là hồ sơ của chúng ta đã hoàn thành.
khi các đồng chí đã chuẩn bị đầy đủ những cái giấy tờ như thế này thì các đồng chí đã đủ điều kiện để theo học tại trường dạy nghề Thanh Xuân, hoặc các đồng chí không học tại trường dạy nghề Thanh Xuân mà hiện nay đang có rất nhiều các cơ sở cũng đang đào tạo nghề, nếu như các đồng chí không học tại trường dạy nghề Thanh Xuân, các đồng chí học tại bất kỳ một cơ sở nào thì các đồng chí cũng phải chuẩn bị những cái giấy tờ như thế này thì các đồng chí mới đủ điều kiện để các đồng chí theo học nhé. Sở dĩ ngày hôm nay thì ở trường dạy nghề Thanh Xuân muốn làm chiếc video này vì rất nhiều các đồng chí đã đặt ra câu hỏi là hồ sơ bộ đội xuất ngũ 2023 thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì, và trường dạy nghề Thanh Xuân thì không muốn để mất thời gian của các đồng chí và các đồng chí phải đi lại, thì trường dạy nghề Thanh Xuân sẽ làm một chiếc video này để gửi tới tất cả các đồng chí là bộ đội xuất ngũ 2023 để các đồng chí chuẩn bị những giấy tờ kèm theo các đồng chí nhé. Lại kèm theo để hỏi một đồng chí này tiếp. Xin chào đồng chí Nguyễn Hải Đa đúng không ạ? Đồng chí cũng là bộ đội xuất ngũ 2023 đúng không? Vâng. Đồng chí đang có nhu cầu học ngành nghề gì tại trường dạy nghề Thanh Xuân? Nay em xuống xem tham khảo đi. Em xuống thăm lớp chứ xem là em học cái gì, em xuống tham khảo. Em muốn học ngành nghề gì nhỉ? Ô tô và điện lạnh. Đang phân vân giữa ô tô và điện lạnh đúng không? Thì một lát nữa thì bên tổ tư vấn sẽ dẫn bạn đến để tham quan trường lớp. Rất là trân trọng vì là tất cả các bạn đã đến được trường dạy nghề Thanh Xuân thì sẽ cho các bạn tham quan các lớp học và khuôn viên của nhà trường, gặp gỡ các bạn học viên của trường và giáo viên để xem là cái ngành nghề tại trường dạy nghề Thanh Xuân có phù hợp với các bạn không, để các bạn lựa chọn các bạn nhé. Trước là Hải Đa đóng quân ở đơn vị nào? Em ở sư đoàn 371. Sư đoàn 371 à? Vậy thì quê em ở đâu? Sóc Sơn. Em ở Sóc Sơn Hà Nội à? Rồi ok. Như Hải Đa là biết trường dạy nghề Thanh Xuân thông qua nền tảng nào? Bạn em giới thiệu. Bạn em giới thiệu, bạn đã từng học ở đây rồi đúng không? Không, bạn em tìm trên mạng em. Nhờ nó tìm luôn. Thế xong rồi ngày hôm nay thì mình đến để mình xem trường lớp xem là với lại cái chương trình học nó có phù hợp với mình không, đúng không? Rồi ok em. Vậy thì khi mà nếu mà quyết định được mà mình theo học tại trường thì em cũng chuẩn bị những cái giấy tờ như là vừa đấy là trường dạy nghề Thanh Xuân đã hướng dẫn cho em nhé. Thì để em không bị mất thời gian để đi lại nhiều, mình cứ chuẩn bị những cái giấy tờ đầy đủ như thế này là đã đủ điều kiện giống như là bạn Kiêm rồi nhé. Vừa rồi thì chị Hường trường dạy nghề Thanh Xuân cũng đã hướng dẫn cho các bạn những cái giấy tờ kèm theo để các bạn phải chuẩn bị khi mà các bạn nhập học tại trường các bạn nhé. Và các đồng chí nào là bộ đội xuất ngũ 2023, những đồng chí nào mà chưa lựa chọn được ngành nghề mình đam mê yêu thích, các đồng chí còn đang phân vân không biết là lựa chọn ngành nghề nào, các đồng chí có thể liên hệ cùng với trường dạy nghề Thanh Xuân để được tư vấn và định hướng nghề miễn phí. Và đã được lựa chọn ngành nghề rồi thì các đồng chí hãy liên hệ cùng với lại trường dạy nghề Thanh Xuân có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Chủ Quốc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hoặc các đồng chí hãy gọi vào số hotline 0961677445 hoặc là cái website dạynghethanhxuan.org sẽ được tư vấn định hướng nghề miễn phí tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí là bộ đội xuất ngũ 2023 đã theo dõi video lần này của trường dạy nghề Thanh Xuân. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí tại trường dạy nghề Thanh Xuân 83 Chủ Quốc. Xin chào.